Thưa quý vị, liên quan vụ việc ông Trương Văn Gương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Mỹ thuộc huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, có quan hệ bất chính với bà Trương Thị Hà, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã và bị bắt quả tang khi đang có hành động bất chính ngay tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, thì vào chiều 24 tháng 6 năm 2022, thông tin từ Đảng ủy xã Thành Mỹ cho biết, chiều cùng ngày, Hội Phụ nữ huyện Thạch Thành đã công bố kết quả xử lý kỷ luật đối với bà Trương Thị Hà. Bà Hà bị kỷ luật vì có quan hệ bất chính với ông Trương Văn Gương khi ông này đang làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Mỹ. Theo đó, Hội Phụ nữ huyện Thạch Thành đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thành Mỹ đối với bà Trương Thị Hà. Trước đó, như báo Thanh Niên đã đưa tin, cả bà Hà và ông Gương đều đã bị Ban Thường vụ huyện ủy Thạch Thành khai trừ khỏi đảng vì có quan hệ bất chính với nhau. Ông Gương sau đó bị chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thành cách chức chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Mỹ. Trước đó, đầu giờ chiều 12 tháng 6, nhiều người thân của bà Trương Thị Hà phát hiện bắt quả tang bà Hà cùng ông Gương đang có quan hệ bất chính tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Thành Mỹ, nên làm đơn gửi cơ quan chức năng xử lý cán bộ vi phạm. Kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng xác định ông Gương và bà Hà là thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên, tiêu chuẩn đảng viên, vi phạm quy chế văn hóa cơ sở. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube báo Thanh Niên.